hướng dẫn các bạn tự làm một cái ổ cứng rời rẻ giá hợp lý mà tốc độ thì vẫn đảm bảo cao ha Nguyên liệu đầu tiên mà các bạn cần là một cái box SSD Các bạn xài loại nào cũng được ha Nên mua từ các hãng lớn Mình thì dùng cái loại của Asus Tại vì loại này thì mình đã xài nó hơn 2 năm nay rồi Và chạy rất ổn định và rất mát Thứ hai là các bạn sẽ cần một cái ổ SSD NVMe M2 Loại mình đang xài ở đây là ổ Western Digital Blue SN5000 Đây là một cái dòng mới ha Nói về cái box á, lý do mình chọn cái box này là tại vì nó có nguyên một cái tấm kim loại như thế này Vừa là vỏ vừa là cái lớp tản nhiệt ha Các bạn thấy nó cũng có sẵn những cái lớp keo để mà khi áp cái ổ SSD vào á, Thì nó sẽ truyền tải nhiệt tốt hơn còn đối với lại ổ SSD á, thì mình chọn cái dòng WD Blue tại vì mình đã xài cái dòng này hơn 2 năm nay à không phải là hơn 3 năm mới đúng. Đây là cái ổ SSD WD Blue mà mình đang xài cho máy bàn nhà mình nè. Cùng một cái dòng ổ này mình cũng xài cho cái ổ NAS là cái ổ cứng mạng nhà mình luôn. Và trong năm nay thì Western Digital họ đã ra mắt một cái dòng mới rồi Đây là cái dòng WD Blue SN5000 ha Thì cái dòng này mình thích là tại vì nó cân đối được giữa dung lượng 1T, 2T đều có hết, thậm chí 4T cũng có luôn Ngoài ra thì tốc độ của nó đủ dùng cho những mục đích sử dụng thông thường Bất kể là các bạn dùng làm ổ rời Hay các bạn có thể gắn vào trong máy bàn hay thay thế vào trong laptop của mình đều ok hết ngoài ra cái ổ WD Blue SN5000 này nè thì nó đã hỗ trợ cái giao thức mới là PCIe 4.0 cái bản cũ của mình xài chỉ có 3.0 thôi cho nên tốc độ của ổ mới á, nó sẽ nhanh hơn ổn định hơn và nhất là phù hợp với là những con laptop dòng mới sau này mình là một người rất thích dòng SSD Western Digital Blue ha tại vì nó đủ ổn định mà giá của nó thì rất tốt và mình đã xài nó trong một khoảng thời gian đủ lâu á để mình biết được là à nó thực sự có thể đem lại được những cái giá trị tốt cho mình có một lý do khá là thú vị để các bạn tự build SSD đó là ở cái mức giá đâu đó khoảng chừng 2 củ chính hoặc thậm chí có thể rẻ hơn ha. Những cái ổ SSD mà được build sẵn từ các hãng thì đúng là nó sẽ nhỏ gọn hơn, độ bền của nó cũng sẽ cao cấp hơn. Tuy nhiên tốc độ của nó sẽ không cao được như là các bạn tự ráp một cái combo như thế này đâu. À thêm một cái nhắn nhủ nữa đó là khi mà các bạn build box SSD thì các bạn không cần phải mua những cái ổ tốc độ quá cao. Tại vì đằng nào nó cũng bị giới hạn bởi chính tốc độ của cái ổ này Như cái dòng mà mình đang xài ở đây á, thì tốc độ cao nhất nó thể truyền tải được là 10 gigabit trên giây Các bạn có thể xài những cái ổ rất xịn 7, 8, 10 triệu gì đó Nhưng mà nó không xài hết cái băng thông này thì cũng thế à Đó là lý do mà mình nói là cái dòng SN5000 này nè là vừa đủ rồi Hiện tại nhà mình còn có những cái ổ WD Black nữa Nó xịn hơn, tốc độ thậm chí còn cao hơn nữa Nhưng mà bỏ vào đây thì nó lại phí cho nên là không cần thiết một cái hay của cái việc mà các bạn dùng SSD rời như thế này á, đó là các bạn không chỉ lưu file mà các bạn có thể làm việc trực tiếp với file trên này luôn. Ví dụ như các bạn muốn edit video mà các bạn để những cái file sụt gốc ở trên ổ SSD á, các bạn vẫn có thể edit được tại vì tốc độ của nó đủ nhanh. Chứ nếu mà các bạn để trên những cái ổ cứng thông thường á, mấy cái ổ HDD cũ á, thì tốc độ của nó chậm lắm, nó sẽ không được nhanh và trải nghiệm edit lúc đó nó sẽ không mượt như là khi sẽ SSD ha. Và với cái WD Blue SN5000 á, thì các bạn sẽ có nhiều mức dung lượng để các bạn lựa chọn Từ 500GB cho tới 4T Mình thấy là đa số mọi người á, thì chỉ cần các bạn xài 1T là ok rồi Và đương nhiên ngoài sử dụng WD Blue SN5000 để các bạn thay cho box SSD Thì các bạn còn có thể thay cho laptop của mình nếu như mà các bạn có cần nâng lên SSD với dung lượng cao hơn nè Hoặc là các bạn thay thế cho máy bàn hoặc là lắp mở rộng thêm cho máy bàn đều được hết ha mình hy vọng là qua cái video này thì các bạn có thể tự build được cho mình một cái box SSD như thế này. Các bạn thấy là rất dễ đúng không? Ngoài ra thì các nguyên liệu để mà ráp lên á thì hiện nay nó đều có sẵn và đều là loại tốt hết. Cho nên là các bạn tự làm một cái SSD với tốc độ cao và dung lượng lớn á, thì rất dễ dàng luôn. Cảm ơn các bạn, mình là Duy Luân hay làm về đồ smart home, smartwatch và những món đồ công nghệ hay hay. Nhớ follow và thả tim để ủng hộ mình nha.